Rồi xem qua tí xem nào. Ôi trời ơi. Toàn tính cái này thì Bao Hát đã donate cho Tabi 15.000 đồng. Cảm ơn anh Bao Hát nhỉ. Xin thay lầu RE, xin thay con Ibra CBA. Ibra CB á. Zlatan Ibrahimovic CB. Ủa CB đắt quá, bây giờ 8 tỷ một CB này hơi đắt thật. Ôi trời ơi. Đặt hai tên nhưng bị thầy chê mất vệ sinh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn đặt hai tên nhỉ. Anh muốn Messi CB có được không thầy? Messi CB á. Messi CB thì xem nào. Ok được rồi, Messi CB thầy mua đúng cái gọi là cái mùa mà Messi đá CB hay nhất nhỉ. Mancon đã donate cho ta. Kiếm mùa nào rẻ, thật rẻ đó. Giữ Kevin lại cho em ạ. Ui giời, cảm ơn anh em nhé. Trao luôn các bác đội trưởng tầm này luôn. Đó. Trao luôn các bác đội trưởng. Ghana châu Âu 17 đã donate cho ta. Trao luôn các bác đội trưởng. Đá penalty luôn. Cho em xin vị trí CB cùng idol CA7 ạ. Ghana châu Âu bây giờ thầy đội hình của thầy duy nhất chỉ có một CB thôi, không có cặp ai cả. Em đá được không? Đó, duy nhất chỉ có một CB thôi. Đá CB đội tôi là không có cặp nào hết, chỉ có cặp thủ môn. Dấu tên đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Messi cút. Tôi còn chưa mua Messi mà. Torres này, thôi được, có lẽ phải thay dần đấy nhỉ. 17 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Garnacho nhỉ. Đá. Không đá được, Garnacho không đá được. CB là chỉ có đá một mình thôi, có đá được không? Drogba cộng 5 thưởng nóng. Còn nóng nào thì thầy BT tính tôi R đấy KP. Với Nguyên thật. Với Nguyên thì tôi không mà tôi thích dài dòng luôn, tôi làm luôn, tôi không nói nhiều, làm luôn. Đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Không dài dòng. Messi không được hả thầy? Messi không đá được. Messi không thể đá được vị trí CB chứ. Đó, còn với Nguyên này, xin chào với Nguyên này, tôi làm luôn. Không nói nhiều. Đó. Tính từ Nguyên chuẩn như nào tôi biết. Nào, vô. Ôi giời ơi. Hugh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cho em cậu cai số 4 đi thầy. Cậu cai số 4 có luôn. Một chút kỷ niệm đẹp cuối cùng. Tính tôi không thích nó nhiều, thật sự luôn ấy, tôi chỉ làm, chúng mình làm và làm. Bà nhau đã donate đó. Cho Tabi 10.000 đồng. We School này chạy content, phụ huynh hồ hởi con em dắt vào. Này Kai Harvard, layout, Poison, xúc vật thế nào cũng xong. Cái gì mà lại xúc vật thế nào cũng xong. Lòng. Không cần khóc lóc, lòng vòng xin van. Chiếc áo trường số 4. Trường này là trường VS Can của ông cướp thành nam họ Bì. Họ Bì là ai? Lại bằng đối tượng đã donate cho Tabi 25.000 đồng. Hả? Cài nhót đi thầy. Thầy à, mấy nay em ôn thi bắt cháu Sakiri ở nhà nó nhớ trưởng lắm rồi. Hay là... Phải cho nó đi học chứ còn gì nữa. Sakiri phải đưa nó đi học đi chứ còn làm sao, làm còn cách nào đâu. Nhớ trường thì bây giờ như nào? Hả? Nhớ trường thì bây giờ như nào? Bây giờ nhớ trường bây giờ thì lên đường thôi. Nào, đi học luôn. Ôi trời ơi. Min Z Quang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Min Z Quang nha. Cho em một chỗ cho cháu Julian Alvarez 23U nhé thầy. Là còn phải đúng 23U, là đúng mùa 23U luôn à? Ok được rồi, thì 23U rồi. Khó, 5 tỷ, khó 5 tỷ, ảnh hưởng quá nhiều tới cái gọi là cái kinh tế của nhà trường thật. Thầy cho em cháu đá phạt với góc thôi thầy ạ. À. Bằng đội trưởng thầy bán cho mấy phụ huynh khác ạ. À. Ok được rồi, xin cảm ơn Mancon nha. Cảm ơn là Kevin không nhận được đúng không? Kevin không nhận được rồi. Tôi để đầu sóc bào của em Nguyên. Xin phép là để đầu sóc bào của em Nguyên nha. Phạt góc, được rồi, thoải mái đi. Như đã donate cho Tabi 30.000 đồng. Thầy không chuẩn với em à? Thầy chuẩn mà yêu ơi, thầy chuẩn đét luôn đấy chứ, thầy chuẩn đét. Con vào đây mà em làm sao mà đưa chàng trai ra được. Cái chàng trai này là một sức mạnh lớn của đội bóng nha. Brock bầy nhót. Dương sẽ bầy bầu nhót chơi với con chó. Pitbull của mình đã donate cho Tabi. Cảm ơn Dương nha. Em xin một chỗ cho huấn luyện viên Jurgen Klopp nha, tri ân thầy tôi tí. Có luôn. Klopp là một trong huấn luyện viên tôi đam mê, tôi theo đuổi chiến thuật bóng đá của Jurgen Klopp, tôi áp dụng vào game. Đó, một trong những huấn luyện viên mà tôi cực kỳ đam mê. Cái lối chơi ông ấy in sâu tiềm thức của tôi rồi. Dấu tên đã đồng luôn cho Tabi 20.000 đồng. A và Z cút. Vừa con mình đã mua đâu nhỉ? Chưa mua A và Z nha, chưa mua. Ôi trời ơi. Mân đàn vô địch La Liga đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Người bố của N. Jackson. Cháu thầy em bảo lưu nửa năm thầy còn nhớ em sinh với trung phong người Nghệ An. 83, trung phong người Nghệ An là tay à? Thầy cảm ơn Mân đàn, cảm ơn em nha. Thầy nhớ quả mất đàn nhá. 83 tiền đạo người Nghệ An là ai nhỉ? Số 83 tiền đạo người Nghệ An là ai ta? Trùng với tiền đạo người Nghệ An. Xem là giày này. Là ai nhỉ? Giày tất đàng hoàng. Mancon đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Em thích thầy Pep chọc thì sao? Thầy cũng thích Pep chọc giống em chứ làm sao nữa. Thầy cho giống nhau rồi. Thầy cũng thích Pep chọc đâu mà. Không, cái lối chơi tôi bị ảnh hưởng lớn bởi thầy Pep đấy. Cái lối chơi mà ban bật tí tách ấy, bị ảnh hưởng lớn từ thầy Pep. Không, thầy Pep không đá được. Không đá được.
thầy để cháu xế Chiri lên đầu tàu cho em cái. Cháu nó không thích đứng sau thằng nào hết. Ôi giời ơi. Em có con ở bên em có gửi ở bếp mong thầy Bill cũng như nâng tầm giúp em vừa sớt thà. Bill với nâng tầm là vừa Bill vừa nâng tầm là chỉ có một trong hai thôi. Tên nhưng bị thầy chê mất vệ sinh đã donate. Cảm ơn đặt hai tên nha cả năm nha. Gia đình em nghèo từ xưa vì cậu em Messi nhà em muốn đi học nhưng tiền học phí thì không có gia tài nhà tôi còn 10k thầy có thể giúp tôi được không? Được, đơn giản, cái này đơn giản mà. Một slot cho William DC cô thầy. William thanh. Nào nhỉ? William à? William Cavajo à? William Cavajo đúng không? Hay là Nico William, Inaki William, N William, William Zou là đại bàng là thằng nào đó? Đã donate cho Tabi 25. Cuối cùng là nào? Ôi cảm ơn đại bàng đủ thủng nhé. Em thích áo MU thầy à? Thầy cũng thích mà. Phan Mân từ bé và Phan Mân từ khi còn Ronaldo bắt đầu ra mắt mà. Riêng mấy thằng lùn giải nghệ tuyển đến 3 lần thì đừng bao nghĩ đến chuyện lên tuyển trường đồng. Còn tôi thì cô còn nó Chelsea. Còn tôi ở đây, còn tôi còn Nguyên ở đây. Còn tôi còn Nguyên ở đây thì mọi thứ khó đấy. Thì cái cánh cửa lên cái đội Huy Sakun này hơi khó luôn đấy. William Chelsea à? Đấy thì phải nói thế nó biết chứ. Bao chân như nhau đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nay tôi mới dám mở stream lên xem. Hôm nọ xem nhầm kênh con vợ hộp xem lại thách đấu STV. Tôi phải gắn cờ độc hại. Toàn xem lại trận mình đá xong thắng thì tự sướng tự khen. Thua thì con vợ nói ý kiểu đối thủ hên. Khuyến cáo y nhà có con nhỏ ca nên xem. Ui giời ơi, gắn cờ là đúng. Đã donate cờ là đúng. 50.000 đồng. Ôi cảm ơn ra nhá. Có lẽ em đã sai khi chọn rất lần. Sau tất cả Kalulu vẫn là đứa con hoàn hảo của em. Em gửi ớt cho thầy rồi đó thầy vào cứu em vừa sớt mặt mình. Kalulu phải có. Cảm ơn anh em nhá. Ok ok, cứ gửi ớt cho thầy em nhá. Ra tao rớt mà không dùng Kalulu thật sự nó là một cái sự gì đó, một cái sự thiếu sót gì đó không thể, rất khó chịu nó dùng Wish School này thật, rất khó chịu đấy. Thằng Su nghi cút. Sao nhiều anh em cho nhiều anh em phản đối của Messi về nhỉ? Sao nhiều anh em, sao đây hôm ngày hôm nay có nhiều anh em phản đối của Messi về thế nhỉ? Vẫn là cái tên ấy, vẫn là con người ấy. Cháu nhà em cậu nó câu vẫn yêu ba trường, có vẻ thích yêu chiếc thầy, áo số 10. Mặt ửng hồng. Cảm ơn Jack nha. Ui dồi ôi, Jack trở về. Cậu câu ba mơ thích áo số 10. Cậu câu ba mơ còn không được đăng ký đội đá chính luôn ý. Rồi, cộng 3 luôn. Xin phép ngày hôm nay thanh lọc đội hình, thanh lọc hết tất cả đội hình ngày hôm trước. Marcos Llorente đã donate. Ờ, cảm ơn Marcos Llorente nha. Thầy cho e xin vị trí ST. Marcos Llorente, Marcos Llorente một vị trí ST dự bị được chưa? Một vị trí ST dự bị là dành là của em. Llorente là cực hay. Đó, cực hay xuất phát ở băng ghế dự bị. Một vị trí ST dự bị. Cháu William chưa có slot a thay. Cháu William có sẽ có slot. Đó, sẽ có slot khi tôi cảm thấy là phù hợp. Sẽ có một slot Max Tot Rolete. Hugh đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Có rách đúng nhỉ? Cho anh xin cái áo của đương kim vô địch ngoại hạng Anh 2024 với mở ngoặc đội bóng hàng yêu đóng ngoặc. Biết luôn nghe đội vô địch biết luôn là đội nào luôn thật. Nghe đội vô địch phát biết luôn đội nào luôn. À mà nghe mà nghe mà biết luôn đội nào luôn. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. En Nhi Lam, nếu có anh Mui thì xin phép thay. Sao? Chúng ta không thước ve nhau. Trời ơi, không được đâu. Thế thì không mua được thật. Thế thì không mua được. Không, tôi không thể nào để mất Annie Lâm được. Thật sự luôn đấy. Nào. Ôi trời ơi. Ờ, tiền vệ thừa nhiều lắm. Xem đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn nó đang đi lính nhá. Luis Diaz CB được ca. Có đấy được, có đấy thể lực dồi dào đấy. Luis Diaz được. Cầu 3 mơ giá mà cộng 6 thì biết luôn 3. 2 phút 85 nhưng hết trận thì 4. Không cho thằng này, không cho vào sân luôn. Thằng này không cho, trường hợp đấy không cho vào sân luôn. Có quên em không ạ? Cho em xin slot Neymar Junior để nhớ về sang nhỏ. Neymar liên quan thì bây giờ thôi đừng. Anh em ơi đừng nhớ sang nhỏ đó. Bây giờ tôi mà lỡ tôi cho Neymar đội tôi đá tôi bị nhớ sang nhỏ tôi không đá được. Anh bị nhớ sang nhỏ không đá nổi. Tabi 30.000 đồng. Cảm ơn anh BC nhá. Messi của Edo thầy. Messi của em đây, Messi có luôn. Đó, Messi của em đây. Một trong những cầu thủ gây đột biến cực lớn trong FC lại vào sân. Tabi 10.000 đồng. Ờ phó dê của em đâu? Phó dê là phó dê tìm có ra đâu, tìm cầu thủ gì cầu thủ tên là phó dê. Đó, phó dê. Có ra đâu, tìm không ra mà. Trời ơi. Luis đi tù bạn. Nhị mùi. Mohamed Sadoa đã donate cho Tabi 10.000. Không ra được. Tôi phó. Riêng thằng Su Nghi bước một ngón chân vào cổng là vào ICU nằm đấy. Không có nằm lốp phí lót tay thì gia đình dắt cháu về đi chứ mà cố chấp là nhà trường cử xe rồng đưa cháu về đấy. Nhìn tên tôi là quý vị hiểu độ thép R nhỉ. Wow, Messi đây dự bị tôi mà, Messi cái thứ dự bị tôi mà. Tiến Tất Tà đã donate cho Tabi 30.000 đồng. Cảm ơn Tiến Tất Tà nhá. Một vé phó dê dạo chơi đi a. Phó dê là cầu thủ nào, cái cầu thủ nào là cái cầu thủ là phó dê vậy anh em, là phó dê tìm có ra đâu, cứ bắt mua phó dê à.
Giấu tên đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Xôi mặt bì bước. Vitamin Cloud gửi em xin phép thầy người truyền cảm hứng cho em vào năm 2014 với những giọt nước mắt gút Messi. Huy gửi em xin người thầy truyền cảm hứng vào năm 2014 với những giọt nước mắt. Em xin phép gửi thầy người truyền cảm hứng cho em. Là sao? Là người nào truyền cảm hứng cho em mới được chứ? Người nào em? Donate cho Tabi 20.000 đồng. Cho em xin con số. Cảm ơn vì nha, con số gì được chứ? Con số gì ta? 7 trọ cút. Cho em xin Ozin, mở ngoặc, idol của Hằng, đóng ngoặc. Ozin à? Ozin hình như nó không hợp triết lý đâu ấy. Ozin này, uầy, lại còn đắt nữa chứ, không hợp triết lý của tôi thật. Quá đắt luôn, Ameta rồi, Ozin này không đáng được nhá. Tabi 10.000 đồng, tôi muốn thấy cầu thủ tiệm cận Tabi Tuấn Anh, nhà thơ nước Ý Pirlo. Pirlo phải có, đội tôi đang thiếu một người cầm nhịp, đội tôi đang thiếu đi một nhạc trưởng giữa sân. Còn ai nữa ngoài Pirlo? Đó, còn ai ngoài Pirlo đây? Trưởng quỹ đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Sao đắt vậy ta? Tôi gửi cháu Miretti với thầy ơi. Cháu đã từng ở lò Juventus. Gia đình chăm sự nhờ thầy. Miretti à? Miretti tôi xem là Miretti. Ok. Ozin nhanh lên nào. Ozin nhanh lên. Ozin phải nhanh lên. Ozin lên còn là nhà trưởng. Giấu tên đã donate cho Tabi 20.500 đồng. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Like. Ngọc Quỳnh đã donate cho Tabi 25.000 đồng. Ôi cảm ơn Ngọc Quỳnh nhé. Một bàn 10k. Guirassy đúng không? Guirassy đấy, để phụ huynh người ta gửi những người ta đưa ra những cái điều khoản nó thật đấy, nó không chê được luôn mà. Đấy, người ta đưa ra những cái điều khoản mà không mua về không được. Giấu tên đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Vitamin Cloud gửi cây S Messi thì cho em gửi cháu Lautaro Martinez. Lautaro được ngay, Lautaro những cháu đấy học phí thầy học lực được ngay. Lautaro là tôi đánh giá là học lực của nó ok đấy. Lautaro đúng không? Lautaro Martinez. Ôi trời ơi. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn đơn giấu tên nha. Đó. Cristiano Ronaldo dos Santos cái gì Andre cái gì thế rất dần, nhưng mà vấn đề là nó phải có chủ ngữ và vị ngữ chứ làm sao. Võ Minh Nghiện ban BD học trò Tabi đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Cho anh Bảy vào nhanh đi khẩy mặt cười. Nhanh. Võ Minh em nói như thế rồi mà không nhanh không được thật sự luôn, không nhanh không được. Rồi cô Ba Mơ xin phép luôn. Xem Bảy à? Cứ cho anh Bảy với em Bảy thì của em bảo đi à? Mân Đàn vô địch La Liga đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ôi cảm ơn anh Mân Đàn nhá. Thầy cho tôi gốt nhá. Nốt cho bước đờ si cô thầy. Mấy anh em nói chuyện nghe khó hiểu quá ta. Mấy em nói chuyện nó đơn giản tí để cho tôi dễ hiểu được không? Đâu? Cái gì cứ gốt với nốt cái gì? Eric Powell đã donate cho Tabi 15.000 đồng. Ibra siêu tiên giao gì thay Lam Onzay. Ibra siêu tiên đạo đi, Ibra tốn lắm, Ibra đã tốn kém lắm. Số 11 không thoát được thật. Tiên cá bay đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Một slot cho Cristiano Ronaldo ở vị trí AM được không thầy? Ui giời ơi, Ronaldo mà không đá RM thì đá ở đâu nữa thật sự luôn. Cảm ơn chồng tiên cá bay nhá, Ronaldo không đá RM thì không đá được chỗ nào luôn mà. Rồi xin phép luôn ra RM luôn. RM đúng không? Có liền. Vịt đã donate cho Tabi 12.345 đồng. Có liền. Neymar nhà khởi 10k một bàn. Neymar. Em còn chỗ đâu nhỉ? Còn cái chỗ nào để nhét Neymar không ta? Còn cái chỗ nào để nhét được con Neymar không nhỉ? Ở nước Anh thì làm gì có ai bằng được em nó. Tập này cậu ấy 10 bàn, kiến tạo bằng 299k. Cái gói combo, cái gói combo cũng mê quá. Cái gói combo mê quá nha cả Nguyên nha. Chào thầy em vào lớp, nay cho em ngồi bàn cuối ạ. Kinh ca hôm nay chạy cánh trái cho thầy. Mỗi tập em chạy một chỗ nhá. Có hôm em đá cắm, có hôm em đá lùi, có hôm đá CB. Hôm nay em chạy cánh trái cho thầy. Đây hiện tại đang thiếu thật chạy cánh trái. Kinh ca em đảm nhiệm luôn. Tiến thật thà đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Ui cảm ơn Tiến nhá. Vé cho De Gea với ạ. De Gea ok luôn. Sao không mua được cái thằng cam bị ca này lỗi à? Đấy xảy ra lỗi mà đen đi. Từ từ nhá, mua quả này về 2.8 tỷ. Tốn kém quá. Ủa các cháu phải tốn kém thật đấy. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Vitamin Cloud gửi, em tuyệt vọng quá thầy ạ. Sao vậy? Em bị táo bón mà lại bị thêm tiêu chảy ạ. Tuyệt vọng quá. Cái thằng nào mà cái bệnh táo bón mà lại có tiêu chảy đó là cái kiểu gì hả em? Hả? Có thể vì người đang buồn cho em xin cụ Vidic De Sica. Vidic liên quan gì? Có thể vì người đang buồn mà cho em cụ Vidic. Vidic liên quan gì trong cái cuộc yêu của em hả? Cháu Nunes cần tập sút nên xin thầy cho một suất trên hàng công. Nunes à? Nunes được cái nhà Nunes phải bằng mọi giá đấy. Nunes phải bằng mọi giá luôn đấy. Nunes. Thay cho anh Bảy nha, toi roi dây điệp vào nhé. Điệp ok, được rồi, ok, có điệp luôn. Đợi chút. Enzo đâu thầy? Đố biết luôn Enzo đâu đấy. Đố biết Enzo đang ở đâu. Đó.
Đố Hương biết, Hương tìm thấy, Hương tìm thấy Enzo phát là thầy cho vào luôn. Ôi trời ơi. Sao thế nào? Dấu tên đã donate cho anh Bảy đôi giày đẹp đẹp à? Ronaldo ngu, Messi ngu. Vậy là rõ chưa thầy? Câu này là cảm ơn đã donate nhưng thầy không trả lời câu này nhá. Đừng dí thầy nhá. Đừng dí thầy câu này, không trả lời nhá, kệ anh em nhá. Không trả lời đấy. Mr. Pai đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Xin slot cho cu em Mason Greenwood. Ui, quả Greenwood khó mua rồi, Pai ơi. Quả Greenwood này khó cho thầy quá, vì nó không bán, thị trường nó không bán, sao thầy mua được? Đó. 24 tỷ. Ôi trời ơi. Ở Green Good 24 tỷ để chưa xuống sát, tôi nốt lại, tôi thích ở đây, tôi thích rồi. Tôi chưa mua được. Xin logo Juve không? Logo Juve có luôn, bán luôn logo 20, giá đầu tiên khởi điểm, bán luôn. Học sinh trường quốc tế của thầy Tabi đã donate cho Tabi 200.000 đồng. Cần kèo logo đội bóng vĩ đại nhất nước Anh. Áo số 10 câu trả lời của thầy quyết định vận mệnh của donate tháng này. Có. Tôi có quyết định rồi, tôi có quyết định logo đội bóng mạnh nhất nước Anh. Tôi có quyết định rồi. Đã donate cho Tabi. Tôi đã có quyết định của mình. Cảm ơn Hằng nhé. Em số 17 của Kevin De Bruyne hơi low error đấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có luôn. Hằng mua số áo, chiếc áo số 10 đúng không? Chiếc áo số 10 cho cậu Kai đúng không? Có luôn. Chiếc áo số 10 mua luôn. Chiếc áo mình đưa cho cô bán mơ mà. Chân đèo số 1 nước Anh đối với tôi. Chelsea mạnh nhất nước Anh. Nói luôn. Với tất cả những gì đã làm. Em không trả lời nó ảnh hưởng tới vận mệnh của donate tháng này luôn mà. Eric Pauhat đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Chân đèo số 1 nước Anh. Gia đình bán hết thóc trong kho được có 50k thầy chiếu. Cố cháu nhà Ibra cộng 1 cũng được thầy ạ. Cháu nó bỏ học 2 năm nay rồi mặt miếu. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ một tài năng này hả anh em? Làm thế nào để bỏ lỡ một tài năng Ibra? À, làm thế nào tôi hỏi anh em vậy? Nào Ibra, sao đắt thế? Dấu tên đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Giời. Em vừa về nhì lần thứ tư liên tục tại LCK thầy ạ, buồn quá thầy. Cảm ơn em, có gì đâu mà. Em vào chung kết em giỏi hơn rất nhiều người, em chỉ thua một người thôi. Đó, em nghĩ tích cực lên như thế. Sanchez xin một chân vào trong mâm. Robert Sanchez á? Robert Sanchez làm sao bước vào mâm mới được? Em học đái ở Đại học Huế đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Ui, cảm ơn anh em. De Gea Cút xin nhập học cho cháu Campos ạ. Có luôn. Campos, có luôn. Một trong những thủ môn mang tính biểu tượng của trò chơi này. Dấu tên đã được của Wii School 10.000 đồng. Vitamin Cloud gửi là đau bụng nhưng dặn hỏng có ra đó ạ. Quá đi em, sạt chết á. 100k chắc là anh em 100k tôi không nhìn thấy anh em ạ. Lúc đấy tôi không nhìn thấy Robert Sanchez à. Robert Sanchez là một trong những thằng gôn chơi được chân đấy. Rất phù hợp với cái phong cách chơi bóng của tôi ạ. Robert Sanchez à. Em chào thầy, T5 tuần sau em bay đi nước ngoài nên em có một ít lòng gửi thầy. Em cảm ơn thầy đã người tạo tiếng cười, người kéo em thoát khỏi stress trong học hành với thi cử để em có thể được như hôm nay. Em cảm ơn thầy rất nhiều, em yêu thầy, em mà gặp thầy ở đâu là em đè ra. Cái gì mà đừng nói đến đấy thôi mà, đến đấy thôi đừng nói nữa. Đến đấy thôi. Cho xin slot Neymar thay bất kỳ cháu nào chỉ số thấp nhất trận, 10k một bàn. Đó, vào đây luôn. Cảm ơn anh em nhá. Một slot Neymar, ok bây giờ nhá, xong mỗi trận luôn, thằng nào chỉ số thấp nhất, thằng nào điểm số thấp nhất cho nhót luôn. Cho cháu Zidane nhà em nhập học với cháu ngoan lắm ý. Cháu Zidane luôn, con mẹ với cháu Zidane luôn, ác chưa cả cháu Zidane luôn, Zidane. Ui, cháu biết Zidane sinh năm bao nhiêu không hả? Có biết Zidane sinh năm bao nhiêu không? Robert Sanchez. Đây, anh đô ra mà. Peter, Pai đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Lâu không được xem e Granut bị nhớ. Thật không mua, không được, không mua, Mr. Pai bỏ tôi mất. Thật thì không mua, ông bầu nó bỏ tôi mất nhầm 24 tỷ cơ. Min nhá. Mình đâu ta? Khánh Trần đã donate cho ta 24 tỷ, chua quá nhà đổi có 18 tỷ à? Em có 18 tỷ à? Xem thầy nhớ EKG. Hello Khánh Trần nghe thầy nhớ mà em là Khánh đúng không? Múc được không nhỉ? Con mẹ múc được quả này 24 tỷ cũng hơi chua đấy, quả này 24 tỷ. Min được không? Min nhá. Dấu tên đã donate cho Tabi 10. Thôi mua luôn đi. Hệ thống này Messi đá vào mặt Zô ngu là đẹp thầy. Cảm ơn anh em nhé. Thôi không gây cua nhá. Thôi rồi. Greenwood được rồi, Greenwood đấy nó lắm không được nhìn thấy đâu, cho vào đá luôn, rô. Đóng cổng trường vào sân đi mất thời gian quá. Xin phép luôn, vào sân luôn, đó nhá, quá lâu rồi. Trì trệ cái thứ quá lâu rồi, xin phép vào sân luôn, rô. Nguyễn Vinh đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ôi thở ơi, anh Robin Van Persie của em sao ở ngoài rồi thầy. Van Persie vừa gặp một chút chấn thương hôm nay nhá. Vinh vào phát, Vinh nhìn thấy vui luôn, thật sự luôn, vào nhìn thấy vui, Van Persie đây em nhìn chắc là rơi nước mắt. Chắc là khóc được ấy, khóc được giòn luôn mà. Đã donate cho Tabi 100.000 đồng. De Gea em rau.
De Gea của em đây, De Gea của em đây, thầy biết mà, thầy biết kiểu gì Tiến cũng vào mà, thầy thòng của De Gea thầy đã chạy đâu, bây giờ thầy mới chạy game này. Ôi trời ơi. Enzo đã donate cho Tabi 30.000 đồng. Ôi cảm ơn Enzo nhá. Em Enzo được đấy, một thằng tiền vệ rất hay, đi mua Campos. Enzo này trận sau góp mặt cho băng ghế dự bị, nói luôn, góp mặt cho băng ghế dự bị. Ôi trời ơi. Duy Khương đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Vị. Em tặng thầy vài câu thơ. Xem tướng ngó dạng anh hào suy ra nét ở khác nào tiểu nhân. Quân tử thì trọng danh, tiểu nhân thì trọng lợi. Bất tài hay đòi hỏi, lọc lõi khó khiêm nhường. Chào em Tabi, hiện tại anh có một số tiền nho nhỏ muốn đầu tư vào team của em. Không biết team em còn thiếu sót vị trí gì nhỉ? Anh 2k7 và đang có 50k. 50k đầu tư được hả? 50k đầu tư vào cái vị trí dự bị một hàng ghế, một slot vị trí. Ơ! 10 go cộng assist bằng 299. Okay. Đừng quên nhé thầy. Không quên Nguyên ơi, không quên. 100 năm không quên. Rồi làm cái đầu tiên. Hakic 100k. Đâu rồi, cô ba mơ ngày hôm nay đạt đủ chỉ tiêu. 10 điểm. Acid và kiếm tạo. Nope. Nghịch tử Lò Đúc đã donate sao cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Nghịch tử Lò Đúc nhá. Block 3 cứ một bàn đánh đầu 20k. Nhận. Nhận. Cột 2 này. Gudasi này làm cái 20 cái đầu tiên. Vui. Ra si. Đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Phí giữ chân De Gea. Hết content này luôn. Nói luôn, hết content này không thay thằng thủ môn nào hết. Dũng đi mắt đa mặc áo thích thì Va nào. Đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Thầy sắp xếp cho Elliot của em một suất đá chính được không? Dũng ơi, trận sau có mặt luôn. Nghe trận sau thầy gọi lên tuyển luôn đấy. Thầy gọi nó lên tuyển luôn. Percy, một bàn 50k đến tiền Vinh. Được chưa? Ôi trời ơi. Ngọc Quỳnh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ơ, cảm ơn Ngọc Quỳnh nhé. Percy, tôi nhớ không nhầm là hình như trong cái bản hợp đồng của Percy khi mà đặt bút ký là một bàn 20k mà nhỉ? Ôi trời ơi. Em Long đã donate chết cho Tabi 10.000 hợp đồng có thay đổi à? Đồng. Thế này đội hình chữ F đã bớt khó hơn chưa ạ? Đội chữ F thầy làm được mà, cái hệ thống chiến thuật đấy nhá, thầy xây dựng được luôn. Cảm ơn Long nhá, có khi Long là cái người gọi là đi trước thời đại luôn đấy chứ. Thầy đánh giá em là người đi trước thời đại đấy. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh còn nhanh hơn cả một làn gió, hơn cả những tiền vệ mà Pep mua. Hàng giờ chạy đi tìm những vệt nắng. Ai vậy? Khi đường hưu về chỉ còn lại vết mưa. Ai giả, đường hưu cũng thôi thần ác nhờ. Nào Vinh ơi, Vinh nhìn thấy gì chưa? Vinh nhìn thấy Van Persie ghi bàn chưa? Em nhắc thầy nhé, cháu Sarquizi của em đầu tàu mà mặt rưng rưng. Sarquizi đầu tàu à? Tiếc thế nhở các. Đờ Dốc Ba còn ở đây thì thằng nào đầu tàu à? Đờ Dốc Ba đang đứng ở đây, thằng nào đòi làm đầu tàu? Thằng nào đòi làm đầu tàu? Duy Khương ơi, cuối tuần rồi cho bố Tùng giải trí tí, để lúc khác mình đàm đạo tiếp được không? cậu tùng dẹp loạn ông thầy cái loạn quá, mấy này loạn 12 sứ quân quá nhở. Sao chuyển đi đâu vị mà chuyển đi đâu vị em. Donate cho Tabi 50.000 đồng, phí giữ chân De Gea cộng một cứu thua x 20k. Rồi ôi, một cứu thua bằng 20k. Chắc là không ra được thật, chắc là phải đồng hành với nhau đến hết sự nghiệp ấy thật đấy, chắc là phải đồng hành với nhau đến khi mà không bắt được nữa thì thôi. Van Persie của em Vinh, Van Persie em Vinh hat trick luôn, cẩn thận. Out được chưa? Magneti, Mireti và thay cho cậu Ozi để ra cái này. Nunes nung nủng cái thứ này. Gudasi này còn phá hợp đồng rồi, thằng Gudasi chắc trận cuối. Ôi thoát luôn mà. À, thoát luôn rồi, đá mục tiêu tháng 4 chạm nhanh quá nhỉ. Thầy nhớ cho phụ huynh đóng góp xếp hàng nhé. Có. Lại quét nhầm đấy thầy. Quét nhầm làm sao được, làm sao mà nhầm được, lời chưa nói đi trước. Bây giờ nhá, lời chưa nói đi trước này. Đúng không? Lời chưa nói đi trước xong bắt đầu đến là man khô này được chưa? Được chưa? Sắp đi đấy, chuẩn chưa? Em Long đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ôi cảm ơn em Long nhá. Hình như vẫn khó hay sao ấy thầy nhỉ? Long ấy khó chỗ nào? Nó dễ cực kỳ luôn, câu chuyện nó dễ lắm. Đó có gì đâu. Có gì đâu mà khó nhỉ? Rồi ok anh em ơi. Ôi trời ơi. Ba chân như nhau đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chỗ này là chưa nói trước nhá. Chẳng đến đâu hết thời ngồi khóc. Một màu giả chân đá thì thua tụt cả quần đếm cắp thời Tống mấy lần SEA Games chỉ được mỗi cái nhiều. Phim cột điện cao thế mỗi đêm vẽ hình. Cột điện cao thế mỗi đêm vẽ hình luôn mà ai mà sao? Rồi xin cảm ơn ông bầu lời chưa nói, và đây là mặt khôn nhỉ? Nguyễn Vinh đã đưa cho Tabi 160.000 đồng. Trả keo ạ. Ủa tôi bảo rồi, hôm nay mà Vinh vào hôm nay mà nhìn chắc Vinh khóc được ngay thật, nhìn thấy Van Persie bàn chắc khóc được ngay luôn ấy. De Gea không đi đâu hết. Cảm ơn De Gea, có giả bao tiền không bao giờ đi tụi nó luôn nhá. Không bao giờ đi, có giả dù có giả bao tiền nữa. Đã donate cho Tabi 100.000 đồng.
em vẫn chưa được thấy đội hình chữ F. Nóng ơi, thầy thay đúng cái áo phát thầy vào luôn. Thay áo phát thầy vào luôn, thầy đang vội lắm rồi, thầy thay cái áo phát. Rồi. Đội hình chữ F à? Được rồi, ok, để tôi xếp vào đội hình chữ F đi. Chữ F đi như nào nhỉ? Ôi trời ơi. Mr. Pai đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Cảm ơn thầy, xếp hàng donate ạ. Ui, cảm ơn vì điều gì nhỉ? Cảm ơn Mr. Pai nhá. Cảm ơn vì điều gì ta? Xin gửi tới em Nong. Xin gửi tới em Nong. Đã donate cho gì mà muốn 10.000 đồng. Anh nhận ra rằng nếu anh trưởng thành, đồng nghĩa có khi mà anh biết thua. Từ khi mới lên đời con SH, người đưa kẻ đón hàng à, em tiếc chưa? Anh còn nhanh hơn cả một làn gió, hơn cả những tiền vệ mà Pep mua. Hàng giờ chạy đi tìm những vệt nắng, khi đường hưu về chỉ còn lại vết mưa. Ôi trời ơi, em Lâm vừa bán thận nên đã donate cho tao 10.000 đồng. Elliot, cháu Sa Quy Di sắp khóc R thầy ơi. Gulasi để ra cái đã, Elliot vào đây, cho Drogba lên đây ghi bàn cái đã nhá. Những cái con hàng nào mà những con hàng nào mà có khả năng là phụ huynh bạo chi được là cho lên hàng đầu hết. Karaoke đó, con quả karaoke đó nhở, okereke đúng không? Okereke. Mister Pai đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Xin một bàn cho Granut ạ. Chân một nào bàn cũng được kể cả chân giữa. Úi giời, thế thì có luôn, thế thì tí có pen phát là chạy lên chút luôn, tí có pen phát chạy lên luôn. Karaoke luôn mà, đây đây, có luôn. Anh Liêm Đá CBH trích 100k có khó không thầy? Không khó, không khó một tí nào ấy, không khó một tí nào, khó với ai thì không khó với tôi nha. Đó, okereke, thay của Ozin ra phát. Rồi, okereke đứng ở đây. Cho em cái mã 200k đóp góp. Tuyệt vời luôn, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em, cảm ơn cái sự đóng góp của phụ huynh ở những cái gọi là thời điểm là đầu năm học rồi nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Giang Torres đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Đội hình nó thiếu gì ý nhỉ? Tranh thủ đi làm nháy quay lại mà cháu đã đi lau ghế rồi à thầy. Ồ, cháu còn đâu, đừng nói thế. Giang ơi, cháu còn chưa được vào sân cơ mà. Cháu còn chưa được vào sân nhá. Okereke nhót. Cảm ơn okereke tranh cái chỗ của Kalulu nhót nhá. Bàn thắng này tôi xin phép. Đó, cái bàn thắng này này. Ôi, em nhìn không? Tên giấu tên đã donate. Bây giờ mình phải dứt điểm Van Persie. Mình dứt điểm Van Persie. Nope. Sao sút không có độ xoáy nhỉ? Cảm ơn giấu tên nhá. Hưu và hàng chia ly rồi à thầy. Ha ha thằng ngu. Ờ cái gì mà làm sao mà ngu, em đừng cười thế nhá, làm sao vậy? Ai chẳng có câu chuyện của riêng mình. Hiệp nhà ở chưa Sơn La mà chưa thua được, chưa thể thua. Donate cho Tabi 10.000 đồng. Ôi trời ơi. Kim đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đờ ghi à. Rồi. Bạn thu hàng giá hạt rẻ nha Hiu. Cảm ơn ship lỏ nhá. Đó. Nè. Hình như không việt vị. Vẫn việt vị nó đùa đen thế. Thầy quên kích các cháu có chỉ số thấp nhất R đó thầy. Em Neymar nhỏ của em đâu. Ok ok, nhưng mà trận vừa rồi thì thắng liên tục mà. Trận thua bắt đầu mới kích chứ bây giờ thắng thì cần gì mới kích nữa kìa. Thua đúng không? Thua bắt đầu chúng ta mới tìm những cái lý do để đổ lỗi. Còn thắng thì cần gì? Ôi trời ơi. Giao Huy đã đổ hết thế, nó đùa đâu quả Van Persie. Content này không có bản địa hả thầy? Bản địa nó khá thằng ấy tài năng thật, nhưng mà thằng ấy không gia đình. Thằng ấy không gia đình đỡ sau lưng. Không có phụ huynh đỡ sau lưng, không có phụ huynh dắt đến. Sao biết được? Hát nhạc thất tình Hugh nghe thấm bằng 100k. Đồ. Nope. Em chú nó quẩn, tôi mà cảm ơn Man Khôn nhá. Ôi trời ơi. Thu hàng NT nhiều thầy tồi tệ Lee Harry. Đã luôn. Học sinh trường quốc tế của thầy Tabi đã donate cho Tabi 12.345 đồng. Ừ thế. Nay nhìn Bi Béo trông sinh thế, ước được đá cái lưỡi ướt át với thầy Bi Béo. Ôi, mặt thỏa mãn ước, không làm được đâu, không bao giờ được đâu, nói luôn. Đó, nó chỉ mãi là điều ước, không bao giờ được thực hiện à. Mày đỡ đi. Nope. Bắt được luôn mà, nó bắt được đấy luôn à. Thầy ơi, dạo này em nhiều tiền quá thì nên làm gì ạ? Tiêu đi thì làm gì nữa? CX thích ăn mấy cái bò khô lợn khô thì mua đâu ăn ngon nhỉ? Tabi Tuấn Anh Food. Đó, làm tí bò ướt cháy tỏi, ăn cái đấy chỉ uống nghiện. Tôi xong tôi rồi. Hiệp nhà ở Sơn La mặc áo thích thì Va đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nếu không yêu tôi thì chắc cô ấy đã có một cuộc đời tuyệt vời hơn rồi. Đúng. Chỉ vì yêu tôi mép bây giờ với một câu nói thôi mà làm cô ấy khóc. Khốn nạn thật. Thật sự là khốn nạn, chưa thấy ai khốn nạn như Hiệp sợ ở Sơn La luôn đấy. Mr. Pai đã donate. Sao Van Persie chuyển đùa? Chưa thấy cháu tôi được bàn nào ạ, mặt nếu. Mr. Pai là cháu nào nhỉ? Không giờ không nhớ luôn mà. Bam. Người hùng ở đây là ai? Người hùng trong trận đấu này, người hùng ở content này là ai? King Kai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn King Kai. Mất 10k để cười thương hại em Hugh. Con vợ tiếc mà, con vợ ăn quả tiếc mà, con vợ ăn ngay quả tiếc. Cháu nào bây giờ nhỉ? Gỗ xanh. Gỗ xanh đúng không? Ôi trời ơi. Trừ một lời chưa nói đã donate cho mày. Bắt hộ phát, mày bắt hộ phát.
Nãy bên trường làng Thu Hằng bảo Hưu vào Discord xem đá bóng cùng để chặn đá bóng. Đá bóng á? Đòn đấy không biết Hưu né được si không? Hưu non thế sao lại đá cái gì đá bóng như sao đá bóng đá bụng thì giờ sao vào đá xem đá bóng là sao như nào? Có phải viết sai viết nhanh quá bị sai à? Sai chưa? Hưu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hẹn chị Hằng lần sau nhé. Chúc chị. Chị là vứt đi thật. Chị là vứt đi rồi. Của Hưu này thật sự không muốn nhận, không muốn nhận nó làm học sinh trường quốc tế luôn. Chị là vứt đi rồi. Ôi chị là vứt đi được Hiếu dở thế quả Hiếu này. Ngại bảo nhận học sinh trường quốc tế mà ngại luôn đấy thật. Ôi trời ơi. Mr. Pai đã donate cho Tabi 50.000 đồng cộng một gỗ xanh. Tôi bảo rồi mà, tôi đã chọn đúng người, tôi đã chọn gỗ xanh rồi, bây giờ tôi xin phép luôn. Bây giờ xin phép luôn nhá. Là làm gì? Là bây giờ ăn mừng căng vậy. Thì Va đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mày ăn mừng căng như thế mày phải trả nghe giá. Nghe quả chị thì khả năng làm em nuôi dài hít. Lâu lắm còn nuôi lâu lắm ấy. Uầy, nhiều non thật đấy. Hướng dẫn cách câu giờ hiệu quả. Man Khôn đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Hưu giống ông anh 35 tuổi ở Ocean Park thế. Ôi, tôi chết rồi. Chết rồi. Gary Good rồi. Chuyển sang, bản lĩnh chuyển sang nhanh không tập chém. Nhà ở Sơn La mà nhanh không tập chém. Thì Va đã donate cho ta 10.000 đồng. Đúng thầy ạ. Tôi khốn nạn vì đã cho người ta một giấc mơ. Tôi cũng ngu vì nghĩ về một giấc mơ xa vời. Mọi thứ đến cùng cũng chỉ là tôi nghĩ vậy thôi. Ngu lắm Hiệp à. Chỉ vì cái ngu của em Hiệp mà thua bạn rồi, cay thật. Chỉ vì cái ngu của em Hiệp thôi. Sau em sửa mà quả phấn đá tối vãi cả đái. Rời độ cho mấy quả xà mà chị Hằng vẫn xem. Mày ok karaoke, tung một tung quả karaoke vào sân được rồi. Gurasi, tất cả những con hàng nào mà ghi bàn mà được nổ tem này đây. Ba mơ để ra ngoài. Pai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lỗi thầy không phải lỗi con tôi mặt cười. Lỗi con Mr. Pai ơi là lỗi Greenwood đó, lỗi Greenwood đấy không phải lỗi tôi nha. Mr. Pai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Rất thích duy nhất à? Cuối tuần giải trí thật thầy ạ. Cảm ơn Mr. Pai nha. Nè, Gurasi sao cái lượng tấn công đông nhỉ? Ôi trời ơi. Linh 37 ở Canada đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chào thầy em, lần đầu vào lớp em nên ngồi ở đâu đây thầy? Mời Linh luôn, lần đầu lên vào lớp ưu tiên lên bàn đầu ngồi. Đó, xem học là cái nơi đấy là cái nơi rất gần để tiếp thu kiến thức. Cứ lên đấy ngồi nhá. Ôi trời ơi. Ngồi bàn đầu áp lực đấy nhá, áp lực lắm đấy. Nhiều hơn nói đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Karaoke. Yêu em vừa mất. Sao sống cho anh làm gì đây thầy? Mất cái gì em? Em buồn và trống rỗng quá thầy ạ. Nhà mấy em buồn mấy em. Mấy em buồn, mấy em nào mà buồn ấy. Từ mấy em nào buồn thì mấy em ra chỗ khác buồn được không? Cảm ơn anh em hôm nay tôi vui lắm. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tôi vui lắm ấy. Nhầm quen mồm mà. Anh em góp ý nhẹ nhàng thôi. Tôi đã tán gái Hàn bao giờ đâu. Cảm ơn anh em buồn làm sao mà thủ được. Quả bóng này bây giờ còn ai sút phạt tốt nhỉ? Còn ai nhỉ? Hoàng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Okay, em okay. Chào thầy. Long Tam Nelsi. Hello Hoàng. Hình như Ozin chân trái thuận hay sao? Chân trái là chân thuận Ozin. Nope. Không bắt được luôn á. Thôi xong hết lực à? Mày quá được kìa. Ở Sơn La mặc áo tiếp thì Va đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Điệp nhá. Đúng là ngu thật mét. Biết là không đến đâu rồi mà vẫn cố gắng mọi thứ vì điều đấy thì nó là ngu mà. Đúng rồi là nhưng ngu mà. Ngu cũng được, vì yêu người ta, tôi ngu hơn thế cũng được. Đúng. Là ngu mà. Karaoke. Karaoke giúp ngu thế. Ôi trời ơi. Thằng này quả này thắng. Kai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hứa luôn. Hiệp ơi cố lên nhé. Còn thằng Hưu không cứu được đâu. Ôi trời ơi. Man Khôn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đã tay trong tay đâu. Nope. Ủa, nó sút mặt tôi né luôn mà. Sút vào mặt của Lê Hoa Đà. Sút vào mặt tôi né luôn mà. Gurasi. Nhẹ nhàng tình cảm nhưng cực kỳ chuẩn. Cực kỳ chuẩn. Donate cho Tabi 10.000 đồng. Khả năng xong trận này Elliot của em nhập viện rồi thầy. Nope. Elliot cái gì mà học trò Juve Club mà đá bóng pressing bóng phút 86 không có thể lực. Rất nhẹ nhàng vì đá lại đúng cái góc đấy làm sao nó biết được. Nope. Wikipedia đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Gulip từng chia sẻ rằng thằng Hugh nó mù thật. Ha
sút ba quả góc chắc không tin đâu nhỉ, chắc không tin đâu thật, chắc thằng này không tin, không tin có người đến thế, không tin có người sút ba quả góc được. Tập thể Vinhome Smart City đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi, thầy cứu chữa bệnh ức em cơ sức, em nhờ thầy từ đầu buổi rồi, thầy ép mày em Nguyễn Vũ, em cảm ơn thầy mặt miếng. Khó quá đúng không? Đá có pen khó quá, đá có pen mà không cho đối phương một cơ hội nào để cản phá cả. Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nếu thầy đang buồn hãy đi lên mặt cười. Sao lại bắt? Đó, cảm ơn dấu tên nha. Không thèm nhìn luôn, biết quả đen xuống công an mà. Ôi trời ơi. Elliot Chris Tống 7 đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Content hôm nay là về những người tên HA thầy. PS, em hàng Hàn nhưng hệ điều hành Đức nhé anh em. Duyệt không tới với Đức nên mới bén duyên với Hàn. Tin chuẩn. Để anh dạy cho nhá. Nếu mà sang nhỏ đang xem stream của anh ấy, để anh dạy cho em cái cách đá Panenka, đánh QD đúng cách. Chỉ mong tập này The C thấy thầy cho cháu câu 30 ghi bàn và tái hiện màn ăn mừng suốt xếp của em nó. Vậy nhưng... của chúng ta là mãi đỉnh bạn. Mãi đỉnh bạn ơi, mẫu chúng ta là trường tồn, nó bất tử nha. Đó. Năm nay đá thua Ben gần như bằng không, tỷ lệ đá thua Ben từ ngày hôm nay trở đi gần như bằng không luôn. À mở tí thẻ, có tí thẻ nhá, đúng không? Mở tí thẻ lúc đấy vừa nạp 4 lít vào rồi mà. Mở tí xem nào. Tôi biết trong cuộc sống này ai cũng vui, ai cũng buồn, nhưng y buồn tùy nơi nhé. Đúng. Chỗ ông Bì đang like vui vẻ, y buồn buồn thì ca có hứng like thật. Đúng. Nên là anh em nào buồn, hãy vui lên. Nếu đang buồn mình. Đó, nếu đang buồn thì làm ơn hãy vui lên. Tiến thật thà đã donate cho ta 100.000 đồng. Ui cảm ơn Tiến nhá. Thiếu hóa Trần De Gea Campos 1 thì thua cái bản hợp đồng của em Tiến này, bản hợp đồng của em Tiến này nó nặng đô lắm. Nặng đô lắm rồi, bây giờ tôi không dám nhận thủ môn khác luôn đấy. Cái gì ấy? Kvarat Kedia cộng 5. Dấu tên đã tiền rồi, có tiền rồi. 10.000 đồng. Thằng Bùi Thanh Tùng thể hiện cái gì ở đây thế? Cảm ơn dấu tên nhá. Cái gì anh em không cãi nhau nhá. Ông anh em nào mà cứ donate mà cứ cãi nhau qua lại thì là tôi bỏ qua luôn đấy. Thầy ơi liệu MC quan ba không, mà cái này không biết anh em ạ. Khang đã donate cho ta ba luôn. Phấn đào. Ôi, bà bù ấy. Bằng chuông kỳ bu mặt khinh bỉ. Mặt khinh bỉ với phấn đào không có bản lĩnh, tôi nói thật luôn, phấn đào là không làm được bóng không có bản lĩnh. Kỹ năng có nhưng có bản lĩnh không bằng không. Đó. Mấy lần vào cái thế rồi có thể vô địch rồi. Không lịch sự đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bỏ đập Rainer rồi, chẳng lẽ bỏ Rainer cho Gudasi này, mà thằng Gudasi này ưng ấy, nhìn trong thể hình thể lực trông nhìn ưng ấy. Tùng muốn hiệp ở Sơn La trật tự cho Tùng xem stream tí, chịu hong, Tùng xin hiệp ấy, Tùng biết hiệp đau oi, bùn oi, đớn đau oi, hu hu eo ôi thương thế, thương nắm lùn ý. Cảm ơn Tùng nhá, cảm ơn Tùng. Chết đâu. View về luôn mà đoạn này nó lắm sự kiện. Rồi, ok. Không có gì. Dấu tên đã donate cho ta 10.000 đồng. Hiểu trật tự ra thứ được chưa? Nhà trường một đã donate cho ta 10.000 đồng. Nghe nói ở đây có gì hả thầy? Mặt giận dữ. Nope. Thầy bỏ ai ra thế cả nhét ngay con Kvarat vào sân cho em với. Sao vậy? Kvarat khỏe quá, tự nhiên nó nhét một con 116 vào sợ hơi khỏe không? Sao khỏe không em? Thôi xong rồi. Đừng ZA nữa, tao thua mất. Nope. Thu hàng NT người thầy tồi tệ Lee Harry. Học sinh trường quốc tế của thầy Tabi đã donate cho Tabi 12.345 đồng. Ui, cảm ơn Thu hàng nhé. Bỏ 5 triệu ra mua vé xem chung kết LCK thì T1 thua. Đêm về Arsenal thua, đời. Tấn bi kịch của đời, tấn bi kịch luôn mà. Tấn bi kịch của đời không phải gì. Ấy. Ôi trời ơi. Kalulu. Thì Khang đã donate cho Tabi 12.000 đồng. Mấy ông thích thì cứ va qua donate đi. Ông thầy tôi nhận hết. Không. Mà ý tôi là nhận tiền hết đấy. Nhận tiền thôi chứ không nhận giải quyết nhá. Gurasi. Bắt đi. Sợ rút ra ngoài lắm, sợ cà rút ra ngoài mà. 12.345 đồng. Uầy. Dạo này đi làm bận quá. Ngày làm 12 tiếng nên không xem thầy được. Ôi cảm ơn Linh nhá. Vào xem tí mà thay quần mấy lần rồi. Chứ làm sao mà chịu được. Đó, đóng tốt nhất là đóng bỉm đi thì tiết kiệm. Đó, tiết kiệm để mà tiết kiệm tốt nhất ấy là đóng bỉm đi chứ quần đâu ra mà nhiều thế. Gu ra xì sút ra chữ L luôn mà. Rút xong. Thằng này sút xong chữ khẩu chữ vãi L luôn. Sút xong phát mấy em. Ôi giời ơi. Em Tuấn ở Hải Phòng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Yêu một người sao buồn đến thế, yêu một người sao đau đến thế, nhớ không được mà quên cũng không được. Nói chung là ngu, mặt đồng cảm. Ôi cảm ơn anh em nha. Sao gulis của đấy xuống ra ngoài nhỉ?
Gurashi, Mirati, Zopa. Mankhon đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cơ mày bắt, sao đâu mày bắt đi. Còn có hưu kia. Đó, bắt đi. Đó. Ôi trời ơi. Hưu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Con vợ thầy giáo cờ cờ gì fake tao à? Thơ thẩn đéo gì lắm thế. Chân trái Gurashi, một trong những cái chân trái hay nhất bóng đá thế giới. Đó lý do tại sao anh ấy có mùa T.O.T. Tim mọc giờ riêng. Được chưa? Nhưng mà chị anh em là hay thật, mà có nhiều anh em ở đây xứng đáng đã video thật. Ôi trời ơi. Mankhon đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mà cháu Kevin nhà em đâu R thầy. Chết thầy Kevin quên mất. Ui không ăn luôn mà. Ui đờ kia 2-1 kìa. Rồi, Brainer, vào liền, thay quán này nha. Đi nắng và STVX Lương Sơn Bạc Mai Show đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mình có thực lực thì hẳn buồn. Vài hôm nữa pháo nhót luôn C1 thì Hugh ở vẫn ở bên hông. Ôi giời ơi. Mặt thỏa mãn. Chúc thầy Nai team vui vẻ. Mặt thỏa mãn luôn ạ. Đờ Brainer vào sân, tạo ra một tình huống đột biến. Không được, nó ném lên, quay luôn. Ôi giời ơi. Ngọc Quỳnh đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Thôi đi rồi. Kèo sút xa ạ. Thầy hướng dẫn Gracie vấp cỏ kiếm Pendicica 50k. Đi rồi, xin cảm ơn Ngọc Quỳnh nha. Cảm ơn Ngọc Quỳnh, tôi đi rồi. Mấy con vợ phấn đào khóc lắm thế nhỉ. Ra chỗ khác cho thầy tao còn cướp. Nope. Ôi trời ơi. Lorenzo nè đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhưng mà tụi em có thực lực mà thầy. Để T5 tuần này đội bóng em yêu lấy lại hình ảnh trong mắt thầy nhé. Ok em. Ôi trời ơi. Dương sẽ gầy đã đến chơi với thời con chó. Thời điểm này cầu thủ nào vào form của mình đã donate cậu ấy. Cho Tabi 10.000 đồng. T ngu thua, cần đò bại, phấn đào nhót đúng khối thịnh vượng màu đỏ cùng đi vào hang. Nhưng phải gần lắm rồi. Đừng nha. Rút hết thể lực rồi. Thế FPL vào playoff một khoai còn vô địch thì x3 nhé thầy. Ok, thầy cảm ơn Mankhon nhé, cảm ơn Mankhon nhiều. Ủa, rồi tập trung quá mà căng thẳng luôn đấy. Ui. Ôi. An Phạm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mai ra đường không khí trong lành hẳn. Đi mắt đa mặc áo thích thì va đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Phú Ngao bây giờ trông giống như cần một cái gì đó. Cần đo. My god đã donate cho Tabi 10.000 đồng. E bên ăn go là thầy cho bé nhà e cống hiến đờ si ca ạ. Không được em ạ. Mà e cũng nhót. Đô la. Thầy oi toi này Inter có phải mốt mon qua không thầy? Thầy không biết, thầy không theo dõi giải ý em ơi, thầy không theo dõi tập trung vào cái màn trình diễn của thầy này. Karaoke. Đây rồi. Ôi trời ơi. Wikipedia đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Odegaard đã từng chia sẻ sau trận đấu rằng chúng tôi đã chơi không tập trung vào phút cuối. Chúng tôi đã có thể giành chọn 3 điểm hôm nay, nhưng không sao. Odegaard không quan tâm. Là của chúng tôi. Không quan tâm. Pháo thủ Okanake là trái tim. Mankhon đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Là một fan MC em muốn A vô địch Premier League năm nay tại như em fan A mở ngoặc mặt không hề bị ép buộc. Mặt không hề bị ép buộc à? Khó bắt đấy, tại sút quả men khó bắt, biết là không bắt được luôn. Thầy giáo Đỗ Lệ đến và thả phờ lo đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đứng dưới mưa nhìn cắp bên người khác, lòng pháo tan nát nhưng pháo không khóc đâu. Từng hạt mưa lặng thầm rơi trên má, là mưa rơi chẳng phải lệ pháo rơi. Tặng anh Gunner. Nope. Bướng nhỉ? Sao nào? Ôi giời ơi. Sinh năm 97 nợ 3 tỷ 2 làm bố trẻ con đã donate cho Tabi 23.456 đồng. Thầy ơi e mới xem phấn đảo xong mà đầu nóng lan ca ngủ đi si. Thầy có làm tí phun vòng ca. Thầy làm luôn em, thầy làm luôn đấy chứ. Thầy làm sợ gì mà không làm, làm luôn mà. Xem thằng nào bướng hơn, không bắt đây. Nope. Đó, không bắt đây, xem nào bướng hơn, rồi không bắt đây. Võ Minh Nghiện ban BD học trò Tabi đã donate cho Tabi 30.000 đồng. Trận sau CB thì em bài lớp vậy. Cảm ơn Võ Minh nha. Không bắt đây, làm gì? Xuống giữa đi.
xuống bên này này. Nope. Ôi trời ơi. Đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Chấm lần 1. Nope. Nope. Ôi trời ơi. Em Đức giấu tên 096 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi, thầy có thể. Thầy không thể yếu ạ. À thầy không thể Đức ạ. Thầy không thể. Hiệp nhà ở Sơn La mặc áo thích thì Va đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em không để ý. Nay Phú Ngao thua ạ. Khổ mấy anh em fan. Cứ hy vọng xong gặp Chuông Kỳ Bu. Cứ như em, fan MU, tuyệt vọng từ vài năm trước rồi đỡ khổ. Thật đấy chứ, cứ như thế. Như vậy có phải đỡ khổ không? Cảm ơn anh em. Chắc là hôm nay tôi sẽ dừng ở đây anh em ơi. Tôi sẽ dừng ở tập 3 WeScan đây nha.